xin chào đại gia đình, chào đại gia đình đã trở lại kênh dài hát mê của em. Thì hôm nay thay vì là chia sẻ những cái mẫu dài hoặc là những cái mẫu dài thể thao hoặc là dài nữ hoặc dài nam, thì hôm nay em sẽ đổi chủ đề cho cả nhà nha. Thì cái chủ đề này thường thường là được chị em phụ nữ mình hỏi rất là nhiều luôn. Thì sẵn đây em sẽ làm một cái video để chia sẻ đi và chia sẻ lại rất là nhiều lần, để khi nào mà cả nhà mình cần có thể xem. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi, để thay cho đó là động viên cho em mỗi ngày để em làm được video cho cả nhà nhiều hơn. Tại vì cái kênh này là cái kênh chia sẻ là những cái mẫu mới hoặc là những cái mẹo vặt gì đó thì em hay làm để em chia sẻ cả nhà. Thì thay cho đó thì cả nhà ủng hộ em nha. Thì thay đó, chủ đề của mình ngày hôm nay đó là hai giải pháp chống tuột và nhấc gót rất hiệu quả luôn cho chị em phụ nữ mình. Tại vì sao mình nói là chống nhấc gót và tuột gót? Tại thường thường chị em mình phụ nữ mình mang giày cao gót rất là nhiều. Giày cao gót là thường là những cái mẫu mà chị em mình phụ nữ rất là thích luôn. Giống như em cũng vậy, em cũng rất là thích. Lý do tại sao? Tại vì khi mang giày cao gót, một là sẽ được đẹp dáng nè, hai là dáng mình mang cái gì nó cũng hợp hết trơn, nó không có kén, mà mình mặc cái gì cũng đẹp. Thì mình đi làm, đi chơi hoặc là mình đi đám tiệc vẫn sử dụng được luôn. Và nó có rất là nhiều cái lợi ích để khi chị em phụ nữ mình lựa chọn những cái đôi giày cao gót. Thì thường thường những cái đôi giày cao gót là những cái đôi giày như thế này nè cả nhà. Nó bít gót và nó bít mũi như thế này, gọi là giày cao gót nè. Và nó tùy theo cái chiều cao của các chị lựa chọn. Ví dụ như cao thường thường em đang cầm trên tay đây là cái loại cao này khoảng chừng 5 phân thôi, nó không có cao nhiều. Có loại 7 phân, có loại 9 phân, 10 phân, 12 phân và có cả cao tới 15 phân là nó rất là cao. Mà khi mà mình lựa chọn chúng những cái đôi dài mà đi nó quá chật thì nó lại đau chân, mà mang quá rộng thì nó tụt gót, thì mình phải lựa chọn sao đây? Ví dụ như nếu mà có nhiều trường hợp lắm, giống như mấy chị em lựa chọn dài mà mấy chị mà mang thường xuyên thì khi mà mình lựa chọn những cái đôi dài hơi ôm chân chút xíu thì lại mang thấy thoải mái, nó không có sao hết. Nhưng mà đối với những cái chị mà lâu lâu mình mới đi một lần, không có đi thường xuyên, thì những cái đôi dài cao gót như thế này rất là khó khăn. Tại vì lý do tại sao? Những cái đôi dài cao gót như thế này thường thường nó bít gót và nó bít mũi phía trước luôn. Khi mình đi nó sẽ túm cái ngón chân mình lại rất là nhiều, nên tạo cảm giác mình đau chân khi mình đi. Mình lựa chọn nó ôm chân quá thì chịu không nổi. Trời ơi, chị đau chân quá em ơi, nhức gót quá chịu không nổi, đau mũi chân quá chịu cũng không nổi luôn. Đó, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cả nhà những cái miếng lót để chống nhấc gót và tụt gót luôn. Và hai giải pháp rất là tiện lợi mà chị em phụ nữ mình cũng hay dùng. Đây là em có hai cái loại chống nhấc gót và tụt gót. Nó có cỡ size nha cả nhà, mình muốn rộng muốn chặt thì tùy theo. Cái này là size số 4 nè, và đây là cái size số 5. Nó có size cả nhà, là cái size nó là tương đương là giống như là nó mỏng hoặc là nó dày á. Còn đây là đây số 5 luôn, và đây là số 3. Nó tùy theo đợt nha cả nhà, chứ không phải là đợt nào nó cũng giống nhau nha. Đây là số 3 nè, đây là miếng lót số 3, đây là số 4 nè, là đây là số 5. Cái những cái miếng lót này nó rất là hiệu quả và rất là tiện lợi luôn. Lý do tại sao? Tại vì nó có cái cỡ size. Thí dụ như nếu mà mình muốn cho nó rộng ít ít á, thì mình sẽ lót những cái đôi miếng mỏng mỏng giống như số 3. Hoặc là muốn cho nó hơi hơi chút xíu thì có thể là số 4. Hoặc là có thể lót dày hơn nữa, có thể là miếng số 5 luôn. Mà cái này đặc biệt là mình dành cho những cái bạn nam mà mang những cái đôi giày mà giống như giày da, cái nhà mà mang mà bị rộng mà bị hoặc là bị đau gót phía sau á, mình vẫn sử dụng được nha. Cái này rất là tiện lợi. Và đặc biệt cái này nó có hai màu luôn, màu đen nữa. Đây, màu đen, cho mẹ xin cái miếng màu đen đi chứ Minh. Dạ. Cái miếng lót màu đen nè, cái này nó có hai màu nha cả nhà nha. Cái này là cái màu da với là cái màu đen. Thì đây em cũng là lấy màu đen cho cả nhà cùng xem. Đen nó cũng có nhiều cái cỡ luôn. Đen nó cũng có số nha cả nhà. Số là nó tương đương với mỏng với dày. Tại vì cái này là số 3 nè. Tại sao em nói cái này nó tiện? Tại vì khi mình xài những miếng lót này nè, nó có cái miếng dán ở phía sau của nó. Cái nhà thấy cái miếng trắng trắng như thế này là cái miếng để mà mình giống như là nó giữ cái miếng keo á. Khi mình sử dụng mình sẽ tháo cái miếng lớp vải này ra, lớp giấy này ra nè, lớp giấy trắng này nó sẽ hiện ra một cái lớp keo. Và sau đó mình sẽ dán trực tiếp vô cái đôi giày, cái gót chân của mình luôn. Và mình dán nó vừa mép phía trên cái đôi giày nha cả nhà nha.
đó. Rồi tùy theo cái đôi giày, ví dụ như cái đôi giày mình nó màu đen á thì cả nhà mình lót màu đen, còn ví dụ như nếu cả nhà mình đôi giày màu da thì mình sẽ lót màu da. Cái miếng lót này á, em cũng xin thông báo là nó có rất là nhiều kiểu dáng nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà cả nhà lựa chọn những cái đôi giày đôi miếng lót á mà nó có cái gờ sống ngang như thế này nè thì nó sẽ giữ được cái chân mình lâu hơn là những cái miếng mà nó hơi lài lài nha. Cũng có rất nhiều trường hợp mấy chị mua những cái miếng lót khác á, cứ mang mà nó cứ sợ là nó cứ tuột không à, như là đã dán vô rồi nhưng mà nó vẫn tuột, không có sử dụng được. Cái giải pháp thứ hai em muốn chia sẻ với cả nhà đó là sử dụng mình cái miếng lót mũi nha. Mình ở đây là mình đã lót gót rồi đúng không, mình tiếp tục sẽ sử dụng một cái lót nữa, đó là lót mũi. Cái lót mũi em cũng có hai loại luôn. Cái này là lót loại silicone, nó có hai màu. Đây là màu đen nè, rồi đây là màu trắng nè. Đây là màu trắng của nó nè cả nhà. Nó chỉ có hai màu thôi, màu đen với màu trắng thôi, rất là siêu dẻo luôn. Và cái này là mình có thể là mình bóp hoặc là mình làm gì nó cũng được hết trơn, nó không có bể mà cũng không có bị gãy nữa. Nó rất là tiện, khi mình dơ á mình có thể lau chùi hoặc là mình đi giặt xà bông nó cũng sạch nha cả nhà nha. Thì cái miếng lót này sử dụng thế nào để em hướng dẫn cả nhà luôn. Thì trước tiên bây giờ nó cũng có theo tùy theo màu. Ví dụ như cả nhà mình sử dụng những cái đôi dài mà nó có cái màu da như thế này thì có thể sử dụng những cái miếng lót màu trắng. Thì mình chỉ cần em xin chia sẻ nữa là những cái miếng lót này nè, nó có những cái lỗ thông hơi li ti là nó giúp cho thoáng cái chân mình nha. Nó có một cái đầu lớn, một cái đầu nhỏ để cho mình tiện khi mình để vô á. Ví dụ như một cái đôi da như thế này thì mình có thể lót những cái đôi màu trắng. Chỉ cần mình đút thẳng trực tiếp vô trong cái phần cái mũi dài và mình nhét nó thật sâu vô là nó sẽ giúp cho cái bàn chân mình nó nâng cao lên và nó sẽ dồn về phía sau gót, thì sẽ giúp cái chân mình đi rất là dễ dàng và nó nhẹ nhàng hơn. Nó cũng có hai màu, màu đen và màu trắng. Còn này á, ví dụ mình xài đen thì mình lót đen cho cả nhà. Xài đen mình lót đen đó sẽ thấy liền luôn, khỏi khỏi phải lo nha cả nhà. Nhét trực tiếp rất là dễ dàng và rất là thông dụng luôn. Và em xin thưa cả nhà là những cái miếng lót như thế này cả nhà có thể ghé trực tiếp tại các shop giày dép ở cái khu vực mà lân cận mình ở á, lúc nào cũng có nha cả nhà nha. Thì những cái miếng lót này rất là thông dụng luôn, ai cũng có bán hết trơn á, nên cả nhà mình có thể mua cho nó tiện hoặc là cho nó gần nhà mình để đỡ tốn tiền ship cho cả nhà nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem video, đó là cái chia sẻ của em về hai giải pháp chống tuột và nhấc gót rất là hiệu quả luôn, rất là dễ làm. Cả nhà nhớ áp dụng nha, nhớ theo dõi và đăng ký kênh cho em nha cả nhà. Em cảm ơn, bye bye.